Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop để chúng ta tạo một cái bảng trắng đen để mà đảm bảo cái độ sắc nét cũng như là những cái thông tin về màu sắc, về ánh sáng cho lúc mà mình in ra thì nó đạt chất lượng tốt nhất. Thì như đã giới thiệu thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo trắng đen ha. Thì đầu tiên việc chúng ta làm ở đây là chúng ta sẽ bật bảng Info lên. Trong tool này thì mình sẽ sử dụng Info rất là nhiều. Các bạn sẽ vào Windows ha và click chọn Info hoặc là bấm F8 để khởi động lên. Thì nó sẽ xuất hiện cái Info đây. Tức là thông tin, Info là thông tin. Thì ở cái ống check này, cái eyedropper thì các bạn sẽ mặc định thì nó là RGB, nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng grayscale. Cái info này á thì nó cho chúng ta cái thông tin về màu sắc hoặc là ánh sáng ở những cái điểm mà chuột chúng ta đang là di chuyển tới, ví dụ như là ngay ở dấu cộng ở trong con chuột này đó, ngay dấu cộng nó đi tới đâu nó sẽ cho chúng ta cái số tới đấy. Và ở trong cái grayscale á, mình sau khi đã click vào grayscale ha, tức là bảng xám, thì nó sẽ cho chúng ta cái mức độ đen tới trắng. Nếu như là 100% thì nó là đen, còn nếu như mà nó cao hơn 0% chẳng hạn thì nó là trắng hoàn toàn. Ở đây thì không có chỗ nào nó trắng hoàn toàn. Sao? Thì đó là cách mà chúng ta sử dụng mà bảng Info, đó là một trong nhiều cách ha. Nhưng mà ở đây thì nó đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên là cái mình muốn nhấn mạnh đây là tại sao chúng ta phải sử dụng cái bảng Info này. Cái bảng info này nó sẽ cho chúng ta biết chính xác là ở cái mức độ đen nó là bao nhiêu, mức độ trắng là bao nhiêu, hoặc là cái vùng trung bình hay là những cái thông tin về những cái chi tiết nó có còn hay không thì chúng ta hoàn toàn nhờ với grayscale. Bởi vì như mình đã giới thiệu thì cái grayscale này cho chúng ta cái thông số nó chạy liên tục từ 0 tới 100%. Tức là để khi chúng ta chuyển sang trắng đen ha, nếu chúng ta di chuột vào nó là 100%. 100% liên tục luôn này, khi mình di chuyển ngang ở đây này. Thì tức là đây nó đang nguyên là một khối, tức là không có chi tiết gì ở trong vùng này cả. Nhưng mà khi chúng ta di chuyển đây chẳng hạn, các bạn sẽ thấy nó nhảy lên nhảy xuống ha. Có lúc cao, lúc thấp, lúc cao, lúc thấp, lúc cao, lúc thấp. Tức là ở đây có những cái sự chuyển đổi về ánh sáng, nghĩa là ở đây chúng ta đang nhìn thấy cái chi tiết. Nó không bị nó chuyển liên tục này. Ví dụ như nó chuyển nhẹ thế này, tức là đây đang có một cái gradient giống kiểu chuyển màu. Kiểu thế. Như là đây có chi tiết này thì nó sẽ nhảy lên nhảy xuống liên tục. Tức là khi chúng ta đưa chuột vào vị trí nào nó nhảy số liên tục vậy, tức là vùng đấy đang có chi tiết, còn chi tiết và chưa bị mất. Thì cái việc in ấn, cái việc là còn chi tiết hay không á, thì nó khá là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta in ra một cái bức hình chẳng hạn như ở cái vùng này đi, khi chúng ta in ra thì nguyên vùng này nếu như nó là 100% thì khi in ra thì nguyên cái khu này sẽ là nguyên một cục màu đen. Và cái điều đấy thường là nó không có đem lại cái hiệu quả tốt cho lắm, bởi vì nó hơi nặng, nó hơi nặng. Hoặc là ở những cái vùng nó siêu trắng chẳng hạn, trong bức hình này thì không có. Đây là các bạn có thể thấy cao nhất thì những cái vùng này mình có thể thấy mắt thường thì có thể ở đây là vùng sáng nhất, thì đây nó chỉ có tới khoảng cỡ 10% thôi. 10% là ổn. Còn nếu như các bạn thấy mà nó trắng không á, tức là đấy nó không có mực, thì những cái vùng ví dụ như là có một cái vùng nó trắng quá chẳng hạn, nó toàn 0% không á, thì ở những cái vùng đấy thì nó đang là sáng quá và nó làm cho bức ảnh nó hơi lỏng lẻo. Cho nên là cái điều đảm bảo chúng ta là những cái vùng sáng nhất lúc nào nó phải trên dưới khoảng 5%, và những cái vùng tối nhất nếu như ngay từ đầu nó như vậy rồi thì mình bó tay, nhưng mà sau khi chỉnh sửa nếu như nó còn ở khoảng cỡ 95% thôi là ổn, không có trên cao quá 95%, tối lắm thì cũng khoảng 98% là được rồi, đừng có lên tới 100%. Ok ha, thì đó là cái cơ sở thì mình sẽ bắt đầu làm như vậy. Những cái bước tiếp theo thì mình cứ làm đơn giản thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ cơ bản lúc đầu mình sẽ tạo một cái lớp black and white. Ok, thì sau khi đã tạo black and white rồi ha, thì mình sẽ căn chỉnh lại những cái ánh sáng này cho nó phù hợp, tùy các bạn cảm thấy thế nào đây cho nó đẹp mắt nhất. Đây khi chúng ta chỉnh á, chúng ta kéo chẳng hạn có thể thấy cái độ sự thay đổi. Tuy nhiên là mỗi khi chỉnh xong, các bạn tốt nhất là đưa con chuột tới những cái vùng mà chúng ta cần kiểm tra ở đó. Cái vùng cần kiểm tra và coi nó bị quá hay không, hay là nó đang bị sáng quá hay tối quá hay không. Đặc biệt là cả về contrast nữa ha.
Ở những cái vùng như thế này các bạn có thể thấy nó ra một cái xuyệt, bởi vì chúng ta đang chọn vào trong cái layer adjustment thì ở đây nó sẽ cho hiển thị như sau. Phía bên tay trái á, thì nó sẽ là before, phía bên tay phải là after, nghĩa là khi chúng ta đưa thế này á, before tức là bên cái số ở bên trái, cái số k này nó chia thành hai bên á, bên trái số k á, thì nó là trước khi có cái adjustment layer này, còn bên tay phải thì là sau khi có adjustment layer đó. Tức là chúng ta sẽ có thể so sánh được cái sự thay đổi trước và sau khi thêm cái adjustment layer này vào. Ok ha, thì tạm thời đây là mình cảm thấy vậy là ok rồi, mình sẽ tiếp tục chỉnh bằng curve chẳng hạn thế, thì chúng ta tăng giảm một số cái chi tiết cho nó vừa phải. Như ở đây là sau khi chỉnh ở đây thì nó đang lên hơi cao. Thì mình sẽ tăng nhẹ lên. Ok, tạm thời vậy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tạo một cái, tiếp tục tạo cái curve. Giảm bớt, mình muốn giảm bớt ánh sáng bên này đi, cho nên là mình sẽ bôi đen cái layer mask này bằng cách nó đang màu trắng ha. Mình bấm Ctrl Y, nó sẽ đảo màu lại, tức là convert lại, từ màu trắng nó đổi thành màu đen. Và ở đây sẽ chúng ta sẽ sử dụng brush màu trắng và bôi vào những cái vùng mà chúng ta muốn làm trắng, làm tối đi. Đây có vẻ nó đang hơi cao, ta sẽ vừa lại 98, 99. Ta sẽ kiểm soát tới những cái vùng như vậy để khi mà chúng ta làm xong á, chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi, tức là thay đổi về ánh sáng để chúng ta tập trung, bởi vì cái việc chúng ta làm như vậy á là chúng ta đang nhấn nhá vào cái chủ thể, mà đây cái chủ thể nó nổi bật lên được là nhờ sáng hoặc là tối. Thì đây với cái việc mà mình làm tối chung quanh đi thì thường nó sẽ làm nổi bật chủ thể chúng ta lên, nó sẽ đẹp hơn, có cái điểm nhấn hơn. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là nếu như mình chưa chỉnh lại chẳng hạn thế, các bạn có thể thấy là cái túi ở trên này nó đang là có cái mức độ xám nó gần như là cân bằng ở đây. Ví dụ như ở đây là đang là 34%, 31% chẳng hạn, thì đây đây nó cũng cỡ đó, động cơ bốn mấy ba mấy thì nó cũng không hay, thì mình muốn ở trên này nó sẽ phải tối hơn một chút đó. Thì cái cơ bản là như vậy, tức là mình sẽ làm cho nó có cái sự thay đổi, cái sự chênh lệch về ánh sáng. Ở đây đang gọi là có những cái vùng mà nó chín mấy phần trăm thì mình sẽ curve lên một chút xíu, à, như 97% này, cần chút y đảo lại và dùng cái brush màu trắng để bôi vào những cái sáng, những cái vùng này lên. Chín sáu, à, 98 đó, như vậy đó. Tức là nó cái những cái vùng tối thì nó sẽ không tối quá, mà vùng sáng thì nó cũng không sáng quá, nhưng mà sáng nhất vẫn là chủ thể. À, thì đấy là cái cách làm. Ví dụ như ở đây là mình đang thấy nó khoảng cỡ ba mấy, cỡ ba mấy, mình sẽ tăng nó lên một chút xíu để cho nó sáng cái người hơn chút xíu đây ha. Cần chuẩn y tiếp nè, brush màu trắng bôi vào người. Để kiểm tra cái contrast thì khi chúng ta đưa chuột chẳng hạn thế, ta đưa chuột qua hai vùng này, từ vùng cánh tay và vùng nền phía sau này, các bạn sẽ thấy nó có sự thay đổi chênh lệch cỡ khoảng 20%, là nó có cái độ tương phản khá tốt rồi. Nhờ đây có vẻ cái này nó đang hơi làm rối mắt cái ổ điện á, cho nên mình sẽ giảm sáng cái ổ điện lại. Cả chuẩn y brush màu trắng ha, bôi vào ổ điện. Đó, thì nó sẽ chìm đi,
không có bị nổi bật quá so với những cái chủ thể trong hình chúng ta, như ở đây là hình bà cụ này chẳng hạn. Thế thì đó là cái bước tạm ổn. Ta có thể thấy là đây là khá tạm tạm này, để kiểm tra lại bằng level một chút xíu, đang thiếu sáng, sẽ đẩy qua mười mấy phần trăm, hơi sáng này. Đó, như các bạn thể thấy là cái vùng những cái vùng tối này sau khi chúng ta xử lý thì nó sẽ lên cái màu nó hơi xám xám chứ không còn là đen nữa, bởi vì đang là ở 97%. Hồi nãy là 99 ha, lúc đầu là 99 nhưng mà sau khi xử lý thì nó lên thành 97, tức là đây nó đã sáng sáng hơn một chút, và màu xám mà nó sáng hơn thì tất nhiên nó thành màu hơi xám xám. Thì cái màu đấy khi chúng ta in lên hình á, thì nó sẽ nhìn nó sẽ sang hơn. Hoặc là ví dụ như là ở những cái ảnh high key chẳng hạn, thế hoặc là ảnh low key tức là ảnh hơi tối chẳng hạn, thì khi chúng ta chỉnh sửa mà chúng ta cái vùng tối hoàn toàn, tức là bức ảnh chúng ta sẽ có vùng tối nhiều và vùng sáng thì ít. Nếu là những vùng tối đó mà chúng ta để là 99 100% thì in ra nhìn nó rất là xấu, bởi vì nó bị bệt, nó tối hoàn toàn, nó đen nguyên một cục thì nhìn nó không có đẹp lắm. Thà nó lên nguyên một cục nhưng mà nó hơi xám xám một chút xíu, khi chúng ta treo lên trong nhà chẳng hạn, thế thì nó sẽ nhìn nó sẽ sang hơn. Tương tự với ảnh high key tức là ảnh sáng dư sáng á, thì những cái vùng sáng nó chiếm rất là nhiều trong ảnh, và nếu chúng ta để cho nó hơi khoảng 9 9 không không cỡ 5% 10% chẳng hạn, thì cái màu trắng nó sẽ hơi đẩy về sáng một chút xíu, một tí xíu thôi, nhưng mà khi chúng ta treo lên á, chúng ta in ra thì cái bức hình chúng ta nhìn nó sẽ sang hơn hẳn so với việc là chúng ta trắng quá hoặc tối quá. Thì ok, đấy là cái cơ bản trong cái việc là chúng ta sử dụng tạo black and white. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này và hy vọng là các bạn sẽ thích. Nhớ like và subscribe ha. Cảm ơn.